Rồi xin chào mọi người quay lại với Java. Hôm nay mình làm video hướng dẫn cho các bạn lớp 3. Cái lớp 3 này các bạn nhìn mình thấy cái giao diện về quản lý sinh viên. Thì nếu các bạn nhìn sơ qua cái giao diện này với lại so sánh với giao diện assignment, các bạn thấy nó có sự có nhiều cái tương đồng. Các bạn thấy nó có những cái tương đồng. Ví dụ cho hàng assignment thì chúng ta có 4 cái nút. 4 nút navigation. Back, forward, next, reverse. Còn lại thì các bạn thấy cái giao diện lát ba rất là giống, rất là giống, chỉ còn thiếu 4 nút navigation nữa, hoặc là một số nút chức năng để hàng lưu hành tập tin, load tập tin lên, thì còn thiếu một số cái nút đó thôi, còn lại thì rất là khá giống. Cho nên các bạn làm được cái form của lát ba này là hầu như các bạn làm được 80-90% cái xe mình nha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ thiết kế giao diện này nha mọi người nhé. Bây giờ mình vô nó bên mình tạo ra một cái bucket tiếp theo để làm lớp 3. Rồi tên lớp 3 nhé. Rồi bây giờ mình tạo ra một cái new form. Rồi bây giờ mình này là quản lý sinh viên đúng không, mình đặt quản lý sinh viên đi, quản lý sinh viên nha. Đây là cái form quản lý sinh viên. Và bây giờ mình sẽ kế các thành phần cơ bản của form. Rồi đầu tiên là mình sẽ chỉnh là cái tên này, tên gì nhé, quản lý sinh viên, thư là mình có thay thổi quản lý sinh viên luôn. Rồi rồi một cái tiêu đề quản lý sinh viên, cái title, cái nam bộ ha. Đấy, cái này mình cái test lên cái này. Đấy, sinh viên và mình chỉnh phong chữ nó to lên. Rồi bây giờ cho mình chỉnh nó to lên, mình có thể là cho nó nặng cho mình nhé. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình có những thành phần có hai cái test field họ tên và điểm nhé, họ tên và điểm, hai cái test field. Mình đặt cái code tt đó đây. Bỏ cái điểm tự vô đ điểm bây giờ tiếp theo mình sẽ là một cái combo box nha, hiển thị các ngành thiết kế các ngành học này. Combo box cái label chứ ha. Sẽ về cho ngành nha. Rồi tiếp có cái tới phiêu học lực ha. Rồi
Mời một cái phone theo checkbox có tốt không, có đúng hay không. Nào mình thử ha, cái tiêu đề này có đúng hay không. Có phần thưởng à. Tiếp nha, bốn nút thêm xóa cập nhật mới. Đây là thêm nha, thêm đây là VPN thêm đây là VPN xóa đây là VPN cập nhật đúng không? Thêm xóa cập nhật và cái cuối cùng là cái mới, cuối cùng là một mới VPN mới. Rồi mình sửa cái này lại, thêm thêm xóa cập nhật. Cái này là mới nha. Rồi làm cái con lọ ha. Và bây giờ còn lại là cái theo đi theo bộ ha. Rồi bây giờ mình đã xong cái con chỉnh chu là cái phương này cho nó đẹp cái một dây gì đó rồi dưới cho nó đi lên. Rồi đó, nó ổn nha mọi người. Bây giờ mình thêm cái bộ luôn. Rồi chứ đó là em gọn rồi ha. Mình cơm đi thêm bồi luôn. Rồi đi thêm bồ. Đây là sinh viên. Rồi lưu lại. À như vậy là mình đã có được cái cơm. Rồi, mình đã xong giao diện. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ thực hiện viết code cho các thành phần này nha mọi người nhé. Rồi bây giờ mình vào bài mình xem nhé. Bây giờ là mình bài 2, đó là xong bài 1 rồi bài 2. Bài 2 thì các bạn thấy yêu cầu mình tạo một cái lớp sinh viên để mình sử dụng cho cái form đó. À, như vậy là mình sẽ tiến hành làm. Đầu tiên là mình có những cái lớp lại yêu cầu cái này mà thì copy hoặc bỏ vào để xem. Rồi ta tạo ra một class sinh viên trong cái bucket này. Rồi tên. Rồi mình có thể bài bài vào nha.
mình nó vào. Đấy, bây giờ đây mình lấy class sinh viên hoặc student thì cũng được, bây giờ mình không sửa lại thế này, mình đặt tên là sinh viên rồi nha. Rồi và có ba cái biến tên, điểm, major là môn học nha. Còn cái gì còn gì đây, có một cái phương thức lấy điểm get grade, xét nếu điểm mà nhỏ hơn 3 thì nó sẽ là kém nha. Cái này mình bằng đọc hiểu cái này thì khi làm nó ra cái lỗi mình biết đúng nha. Nha rồi nếu mà nhỏ hơn 5 hiểu nha, tiếp mình xét tiếp nếu nằm trong khoảng nhỏ hơn 6.5 trung bình. Đấy. Rồi nếu đến nhỏ hơn 7.5 thì khá, rồi nếu nhỏ hơn 9 thì giỏi, và còn lại là xuất sắc. Rồi, xuất sắc có nghĩa là ngoài cái điểm trong danh sách mình được kê nãy giờ, xét nãy giờ sẽ xuất sắc. Rồi một cái phương thức true false để xét có được thưởng hay không, như là xét trường hợp nếu mà lớn hơn 7.5 được thưởng. Ok, đây là cái file của CV nha. Và mình quay lại chỗ cái chỗ này nó báo còn đang báo lỗi, lỗi gì mà bây giờ quá sinh viên rồi, đây mình dư. Và bây giờ mình ra giao diện bắt đầu mình làm một số cái việc này. Thứ nhất là mình đổ dữ liệu vào cái combo box này. Nè thì trong combo box này các bạn làm có thể bám vào cái hướng dẫn code bên dưới nha, là bám vào hướng dẫn code bên dưới. Ở đây tôi làm theo cái bài mà lớp 2 à, các bạn có thể bám vào đây. Đây rồi biết sơ qua ha, cái gì đặc biệt không các bạn bám theo nha. Có phần sắp xếp ha, tính sao. Ok, bây giờ đầu tiên là mình sẽ đổ dữ liệu vào cho cái table nó chạy này. Và cái combo box nha. Rồi, mình vào đây. Thì các bạn quên thì các bạn có thể lấy cái bài 2 bài 2 mà bài lớp 2 á, nó có cái mục mà combo box và cái table. Các bạn đổ vào. Bài 2 là cái bài có rồi. Bây giờ là mình sẽ đầu tiên mình copy code nè. Đầu tiên là mình cho nó nằm giữa nè. Và gõ cái hàm combo lên nè, xử lý nè, copy hai cái này nè. Nhưng mà không biết chỗ nào mình copy nha. Đấy, khởi tạo nè. Đó. Như vậy mình còn lại mình sẽ copy nguyên cái hàm combo hôm bữa trước mình làm này ha. Ok, C nhưng mà này còn trên V này. Rồi khi mình import cái default combo class của ông Java này không có luôn nha. Rồi bây giờ mình sửa lại nha, hồi nãy combo của mình nó khác nè. Nha, combo của mình là ngành nè. Đó. Rồi. Combo ngành. Chưa kìa. Rồi ha. Rồi, bây giờ mình ngành thì ở đây mình cái hình mô tả là ngành gì đó. Ứng dụng phần mềm ha. Những ngành học của mình sửa. Cái này sẽ là ứng dụng phần mềm ha, ứng dụng phần mềm ngành công nghệ thông tin, công nghệ thông tin ngành thiết kế đồ họa
Đồ họa năm 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 nữa các bạn nhé, năm ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin thiết kế đồ họa và ngành mobi ha. Đó. Rồi bây giờ đã xong combo ha, bây giờ tiếp theo mình sử dụng cho cái lưới luôn nha. Bây giờ thôi chạy chạy sơ qua chạy cho diện sơ đẹp đẽ chưa ha. Bây giờ còn lại là mình sử cái theo bò này cho nó lên được cái giao diện giống vậy. Họ tên tuyển ngành học mình có 5 cột tất cả nha. Bây giờ cái vị thế, bây giờ cái bài hôm bữa là mình có cái bài theo bò này đúng không, đây là phải tạo theo bò nữa các bạn, có đi dòng này hai dòng này này, nhớ là đúng vị trí nè, nằm ở phần cái chân. Đấy. Bây giờ mình sửa lại năm cột của mình, họ và tên điển ngành, họ và tên điển họ và tên ha, cái này điển, cái này ngành nha, cái này học lực thử rồi 5 cột nha. Bây giờ tiếp theo mình có đi cái gì, bây giờ mình phải phần khởi tạo của mình đây cầm bó này nữa à, đây là mình. Bây giờ mình xem chạy nó báo gì đây, à đây luôn bộ mình đổi tên rồi mà rồi. Ôi, sinh viên của mình với họ kệ đã ok rồi à, chạy giao diện nó đẹp chưa đấy à. Đó, bây giờ là có giao diện rồi, có combo box rồi, rồi còn lại là mình sẽ làm những cái thao tác cho các nút làm các action từng cái nút nha. Cơ bản là mình nói là ok. Và đầu tiên là mình sẽ làm nút thêm trước mọi người nhé, là nút thêm. Thì các bạn biết vừa rồi mình làm cái form form này, form mà user management nó có nút thêm này. Đấy. Bây giờ bạn có thể mở ra lấy những đoạn code đem qua thay vì mình phải viết lại nha. Này là tôi làm theo cái của tôi, còn các bạn có thể làm theo bám theo cái yêu cầu trong bài lát nó có gửi. Rồi bây giờ thêm là làm gì đây, đầu tiên là người ta tạo cái user mới à, như vậy đối với cái bài này thì chỗ thêm mình cũng tạo luôn. À, đã luôn. Rồi mình tạo một cái user mới, chúng ta chính là cái sinh viên của mình đấy, cái lá sinh viên của mình đúng không, SV bằng new sinh viên, new sinh viên đấy. Đấy, nó có cái tương đồng rồi. Rồi bây giờ mình mới lấy nội dung là của cái test field này đưa vô các nội dung trong cái lab sinh viên của mình nè. Rồi bây giờ mình lấy nè, bây giờ để xem coi sinh viên của mình có cái thuộc tính gì đặc biệt không, chuyên đức bộ chuyên à bình thường à, không có cái nào cũng lên để xét không ha, nên là mình cứ ra gán bình thường ha. Rồi quay lại chỗ chỗ này nói vậy là sv chấm
nem nhé, bằng cái gì, bằng cái gì tôi của mình, tôi nè, chấm mình cái bát này luôn, đấy, tiếp lấy nem xong rồi mát điểm này, ha, điểm bằng cái điểm, chấm cái bát. Chấm major a t học lực ngon được bẹt hai cái này điểm là mình phải chuyển sang double nha, điểm cho chuyển sang double nha, như vậy chỗ này sẽ là double bò này ngon và đứt bò tại vì cái điểm của mình nhập vô là test thì mình khai báo trong cái lớp sinh viên là mát không đứt bò à mình phải chuyển, còn cái major là ngành thì em cho làm sao ngành của mình là cái bô đúng không. Đấy, ngành thì nó không có cái test à, combo là best selected. Best selected. Best selected. Hai trăm. Đây là không tương thích à, ngành. Ngành gì đây? Ngành một chuyên. Tương chính. Rồi bây giờ mình đã nhấn nút thêm thì mình đã lấy được ba thông tin ngon, mình lưu vô đây ba thông tin, ba thông tin rồi bây giờ tiếp mình xem cái gì nữa nha, bây giờ sau đó mình thêm vô thêm vô mình phải có hàm thêm để có hàm thêm mình đọc hàm thêm. Hàm thêm mình là gì, hàm thêm trên đây là một cái mảng danh sách playlist à, như vậy là ở đây mình tạo thêm một cái mạng một cái lab là sinh viên list, sinh viên list được chưa, rồi trong sinh viên list này mình giống như cái list này là mình chứa có một cái playlist đúng không, có playlist để lưu tất cả các đối tượng mình tạo ra. Ok này copy rồi sinh viên list của mình đây này rồi này ở cái inbox này vô ha, rồi mình không xài user, user này của người ta của bên kia, bây giờ mình sẽ là sinh viên sửa lại mình phải biết chỗ nào mình sửa lại nha mọi người, rồi vô rồi mình đặt tên là sinh viên thì là sinh viên lít nha, vừa lít hết vừa lít là sinh viên lít hết chưa, rồi bây giờ mình quay trở lại chỗ này bây giờ cái chỗ này chỗ này mình đã có rồi đúng không, từ mình xem lại nha, xem lại cái nút S. Rồi bây giờ mình đã có cái mình gọi hàng bắt theo lên đúng không, add mình có rồi, bây giờ mình copy qua, như mình chưa copy qua đấy, còn chưa c lót ra mình có hàng add để lên lưu để lên lưu đúng không, rồi bây giờ mình khai báo cái danh sách sinh viên giống như bên đây. À, đây có cái danh sách user này ha, đó mình sẽ khai báo cái sinh viên list của mình ở trên cùng để
đúng đúng cho nó ở dưới dưới cái thế rồi. Rồi sinh viên rất là đúng, sinh viên rất về rất bằng sinh viên rất ok, đây sẽ là sinh viên rất à bằng nêu sinh viên rất cái bài rồi. Bây giờ dưới đây mình đã có rồi thì chỗ này mình sẽ sửa lại nha, chỗ này sẽ là các sinh viên vào đúng không? Rồi thêm vô à, hàm thêm là bên bên sinh viên Đức mình có hàm thêm à, sinh viên Đức hàm thêm ha. Rồi người ta bên khúc này là tương đối ổn. Bây giờ còn gì nữa không ở cái hàm thêm, ở cái lớp thêm của mình còn gì nữa không à, lót thêm bò à, lót thêm bò vào trên xe à. À, qua nữa mình ngoài cái lót thay bò ra mình này chứ chọn về đó ép vào ép là SV sinh viên à, sinh viên đó tự sinh viên đó ra là đúng không. Bây giờ mình còn mình có cái hàng lót thay bò này, có nghĩa là một lần ép nó đưa vào lưới á, chọn C rồi để cái nó theo dưới đây luôn đấy. Mình chỉnh chu lại nha. Bây giờ chỗ này của mình là sinh viên lít nè, sinh viên lít nè đúng không, sinh viên lít nè rồi sinh viên lít, sinh viên lít rồi. Bây giờ mình không có hàng ghép, mình lấy cái nem ngon mình lấy trực tiếp luôn, mình bốc đích mà biến bốc đích mà mình đâu có sử dụng cái xét đâu, sinh viên cái hàng thứ hai của mình ngon, hàng thứ hai của hàng thứ hai mình là gì à, hình như là điểm mà à, ngành trong cái điểm rồi đó, nghe chưa điểm rồi mình sẽ nó add vô. Ủa mình đâu có số thứ tự đúng không, mình chỉ có là họ tên điểm à, họ tên đầu tiên điểm ngành học lực thưởng, họ tên điểm ngành trước nha, chỗ này có rồi, chỗ này họ tên từ là số lần nha, không là họ tên nè, rồi mức điểm nè, rồi mới đến ngành nè, bởi vì cái này chưa là này mình điểm chưa được chứ, nó là cái ngành rồi. Rồi ba cái mình có ba cái thông tin, còn cái học lực cái thưởng này là xét à, xét đưa vào chứ không phải là hai thuộc tính, nó là xét hàm để mà hiển thị. Rồi bây giờ mình lưu ha, bây giờ còn cái file này còn sai cái gì, nó báo cái gì đó sai bằng new rồi. Rồi, giờ mình chạy thử cái này. Cái nó vô chưa? Nha. Qua điểm chính. Mình lấy vô phần mềm. Ok. Đấy. À, bây giờ bước đầu mình đã xong rồi. Bây giờ làm sao cho mình hiển thị tiếp cái học luật và thử. Nha mọi người nha. Rồi, để. Rồi bây giờ mình sẽ xét cho cái
thưởng với lại thưởng thưởng với lại học lực nha, học lực mình phải xét đó. Đây chỗ này nè các bạn, như vậy là cái học lực học lực của mình nè, set test, chứ phải là set test, set test à. Rồi, lúc này sẽ lấy từ cái danh sách sinh viên của mình, cái tuổi sinh viên của mình, và lấy học lực test rank ha, đấy bỏ vào. Rồi còn lại cái thưởng của mình là combo box đúng không, checkbox thưởng thì sẽ chọn y selected đúng không. Rồi cái gì đấy, nó có cái, tại vì trong cái lát sinh viên của mình có cái bonus nè, mình lấy y bonus à, chu vô nữa y bonus chấm y bonus này. Đấy, có nghĩa là mình sẽ cho nó chọn, nếu mà nó xét nó trả về điểm mà lớn hơn ha thì sẽ bị chu nè. Rồi bây giờ sửa là con đơn vị cái gì, không thể yêu cầu tham số đủ lần đúng không này, đủ lần đủ phone check thử chấm đi selected đủ lần đúng lần đúng không này. Đi bonus rồi check thử à, chỗ này là set selected, nhầm set selected nha chứ phải y selected, set selected. Rồi bây giờ mình đã có rồi ha, bây giờ mình chạy thử xem coi mình có được học lực rồi. Giờ mình add vô à, khi mình add vô thì mình thêm hai cột nữa ha. Bây giờ mình lock chỗ table nè, đấy giờ mình thêm vô, thêm hai hai cột cuối, 0, 1, 2, 3, 4 thì sau cái giao diện, sau cái ngành là học lực rồi tới thưởng nha, học lực rồi xong rồi tới thưởng, chỗ này sẽ là học lực à, học lực nào. Đấy, bây giờ mình thử đi bên mắt nhé. Điều ha. Rồi này mình số cột mình là 5. Không có. Rồi, bây giờ mình chạy thử. Coi có ổn chưa? À, không ổn thì sửa tiếp. Bây giờ tổng quan điểm 8 đi. À, ứng dụng phần mềm nha. Rồi bây giờ mình thêm dội chuông. À dội chuông nè. Ê, vậy là mình đúng rồi đấy. À như vậy là mình đã xong cái nút thêm. À bước tiếp theo mình sẽ làm nút xóa này. Rồi bây giờ mình làm nút xóa nhé. Thì nói chung là những cái nút này cũng tương tự với cái form mình đã làm trước đó thôi. À, các bạn có thể tự làm được này, tự tham chiếu được luôn. À, đầu tiên là lấy cái hàng à, rồi xong rồi remove, rồi load vào table, chuyện đó là dễ. À, mình copy vào này, à, bây giờ mình kiếm nút xóa của mình, này ha, à, bây giờ mình bay cái code nó qua và sửa lại một số cái, chẳng hạn như đầu tiên là tên cái lưới của mình nè, à, rồi là tên cái list của mình đặt nè, đúng không? Đấy, rồi remove, hoặc chạy thử, xóa là dễ, xây dựng khó nhưng xóa là dễ. Bây giờ nhập vô tổng quan điểm chính, rồi thêm tấm khen, tấm khen đúng không? Rồi điểm năm ngành công nghệ thông tin, thêm
Đấy, được. Cổng Khôi. Điểm 7. Mình cái được hỏa thêm. Đấy, rồi. Bây giờ mình chọn và xóa. À, khi mình chọn nó chưa hiển thị, mình sang hiển thị nó bị xóa. Xóa tổng quan đi. Đấy, nha. Đấy, còn lại là mình chọn nó hiện lên lưới. Đấy, chọn hiện lên lưới. Thì mình cũng có chọn hiện lên lưới, mình lấy cái phần chọn hiện lên lưới. Nha. Rồi, xem có đã qua. Đây nhưng mà remove đây màu lít. Phút này thôi, để phút kia xét mình có xét checkbox nữa chứ. Có xét checkbox nữa, đây phút này mình lưu ấy luôn. Xin. Và bên đây. Rồi chỗ cái lưới của mình. Cái lưới của mình sẽ đặt tịch thì mình chọn cái lưới này đúng không? Rồi mình chọn cái event. Rồi, event của mình là mau click. Mau click này. À, đó. Rồi, bây giờ bỏ xuống đây. Giờ sửa lại. Còn có cái gì? Tên bảng nè. Không. Rồi bây giờ rồi tên gì đây? Đây sửa lại, sửa lại hết. Tên sau khi họ sao họ tên của mình là cái form mình họ tên xong rồi đến điểm ha điểm rồi đến cái bóc ngành nha nè điểm ngon điểm ngon rồi đến ngành 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 của mình là cái checkbox đúng không? Ủa cái combo box ngon đấy ngành rồi rồi chỗ này là set selected item ha item bây giờ mình không có gán rồi mà này lấy từ cái hàng của mình đưa vào luôn rồi bây giờ nãy mình vay nhưng mà mình chưa có sửa lại. Mình chưa có sửa lại chỗ này sẽ là 0 1 2 đúng không? 0 1 2 là 0 1 2 rồi còn lại cái học lực với lại phần thưởng 0 1 2 3 4 0 1 2 ngành cái học lực là cái này trên C rồi lực ngon rồi cái này hàng số 3 chuỗi luôn ha đúng còn lại là cái phần thưởng là checkbox thì mình sẽ xét checkbox rồi bây giờ cái checkbox của mình là chọn hoặc không chọn. Đây là chỗ này không phải là chuỗi đúng không mà là bây giờ là mình sẽ set rồi. Bây giờ mình làm mình lấy giá trị đi chứ mình lấy một cái giá trị cho cái dòng nó đi rồi mình set nha rồi như vậy mình cho một cái biến biến này là biến boolean nha biến boolean rồi nè thử đi ha rồi bằng với cái hàng của mình C đúng không hàng là hàng số 4 cái bột số 4 rồi cái này sẽ trả về chuỗi chỗ này nó sẽ trả về chuỗi thưởng nè hồi nãy thưởng là bu lên là chu phone thì lúc này sẽ trả về chuỗi
đó để chuỗi. Bây giờ mình ép kiểu đi, kiểu được không? Mình sẽ là ở bu lên, đúng không? Bu lên được không? Ép kiểu bu lên. Nói không được rồi. Bây giờ mình lấy dạng chuỗi cũng được, xếp trên một cái chuỗi thử với cái hàng này, với cái hàng này đúng không? Rồi thì mình xét nè, nếu thử thử ha equal bằng nếu thử bằng chu rồi ra thì cái bốc đúng không, bốc thử sẽ bằng chu, còn lại là con trên c, còn lại là cái này là con nha, còn lại cái này là con. Nếu là mình lấy cái hàng đó, lấy chuỗi à, chuỗi rồi mình xét nếu cái chuỗi thưởng là chu thì cái bóng là chú, luôn luôn có lỗi gì không? Có không? Rồi bây giờ mình chạy đây, bây giờ mình xem tổng qua điểm chính ứng dụng phần mềm thêm tổng khen điểm 6 thông tin thêm tổng khôi điểm 7 ta 7 7 mình cái đồ họa ha. Rồi thêm bây giờ mình chọn ra nhé, chọn trung bình là phone này, không có thưởng nè, có thưởng nè, không có thưởng nè, đó là cái gì mình đúng rồi đấy nè. Rồi như vậy là mình đã xong thêm xóa. À, còn lại là cập nhật với là thêm mới, nhập mới đây chắc là reset à, nhập mới thay đây thêm đỡ này rồi thì chắc là reset à, ta xem lại có phải không nhé. À, bây giờ mình đã xong à, bây giờ hai cái lúc còn lại cập nhật thêm mới nhập mới thì các bạn tự làm nhé. À, bây giờ mình sẽ làm tôi sẽ làm cho các bạn demo tiếp cái bài 2, bài 3 à, nó có sắp xếp nữa mà. À, bây giờ mình thêm hai cái nút sắp xếp theo tên và theo điểm à, khi nhấn nút mình nó sắp xếp trong cái lưới này luôn. À, bây giờ nhiệm vụ mình là thêm hai cái nút vào, thêm hai cái nút vào, kéo cái lưới này xuống tí nè, làm cho hai cái nút sắp xếp vào, có hai cái nút, hai cái button thôi. Rồi, mình là cái điều gì đây? Sắp xếp theo tên, sắp xếp thời điểm. Này, bây giờ mình về đây. À, sắp xếp theo tên. Wow, code của mình ở chỗ này sẽ là button BT. À, sắp xếp theo tên. Rồi, còn mình là sắp xếp thời điểm. Mình là VPLAN mà sắp xếp theo dự án cách hiển thị ra là sắp xếp theo dự án. Rồi bây giờ mình sẽ lại như vậy. Rồi bây giờ nhiệm vụ mình sẽ viết code cho hai cái sắp xếp mình chạy nha. Rồi bây giờ mình vào đây ha, vào đây bây giờ mình sẽ viết hai cái hàng hai chức năng sắp xếp với theo tên theo điểm đó. À, như vậy để sắp xếp thì chúng ta sử dụng cái lớp so sánh comparator. À, comparator, comparator. À, cái lớp này
Mình sắp xếp cái gì? Như vậy trước khi mình sắp xếp mình phải import cái lớp này vô. Bạn có thể import sao cũng được ha. Đây, enter. Import cái lớp Intel Comparator vô ở trên. Có lớp này để thực thi cái việc so sánh đó các bạn. Bây giờ mình bỏ vô là cái sinh viên của mình nha. Được chưa? Rồi, bây giờ mình bỏ vô thì mình khai báo một cái biến. Mình cho cái biến này là sắp xếp theo tên ha. Đây là sắp xếp theo tên đi, cái biến theo tên là sắp xếp theo tên. Được chưa? Bằng mail nhiều cái comparator ha. Đấy. Comparator. Đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ viết ở dưới đây khi mình enter nó ra các bạn nha. Bây giờ mình so sánh nè. Bây giờ trong cái lớp này nó có cái phương thức compare so sánh. So sánh hai cái đối tượng của lớp sinh viên của mình. Chỗ như vậy là chỗ này mình sẽ mình không xài cái này cũng được nha. Hoặc là mình để nó luôn. Mình viết trong đây tiếp. Này nó phóng ra cái exception. Rồi bây giờ mình viết trong đây. Bây giờ mình gì? Cái này mình cho nó return. Return cái gì? Trả về cái biến 01, cái biến 01 á. Rồi mình so sánh cái gì bây giờ theo tên thì là username của mình đúng không? Đúng không? Rồi mình sẽ lấy số 1 so sánh, đó là compare to đó, so sánh với lại cái biến số 2 đúng không? Cụ thể là so sánh tên. Đấy. Chủ yếu chỗ này là mình lấy cái tên của đối tượng thứ nhất so sánh với đối tượng thứ hai để nó sắp xếp. Rồi như vậy là mình có được cái sắp xếp theo chỗ này chấm phẩy nha. Rồi sắp xếp theo tên. Rồi, tương tự như vậy mình làm một cái lớp này nữa, mình sẽ sắp xếp điểm Ctrl C. Rồi mình đổi tên biến hay là sắp xếp theo điểm nha. Rồi cũng vậy luôn, thì lúc này sửa lại chỗ này theo điểm thì là smart đúng không? Compare to cái lượng đối tượng thứ hai là compare cái gì? Compare macro. Hỏi bây giờ nó báo cái gì? Compare in double không thể. Rồi chỗ này tại vì mình sắp xếp theo điểm là được kiểu double cho nên mình phải sửa lại chỗ này nha mọi người. Chỗ này không có return thì được. Mình phải viết lại. Đầu tiên là mình khai báo một cái biến double nè. Biến double mình cho là điểm điểm 1 nha. Thì sẽ bằng cái điểm mình lấy từ cái đối tượng thứ nhất nè. Một cái biến double D2 lấy từ đối tượng thứ hai. Object 2 đúng không? Rồi O2, O1, O2 mình đặt ý nghĩa là object. Rồi bắt đầu mình mới return. Return lúc này là D1. Tại vì mình phải lấy ra double mình so sánh mà. Compare với lại cái D2. Đấy. Rồi bây giờ mình bên ra bên ngoài mình vào cái nút để mình thực hiện cái code cho nó chạy nha mọi người nha. Rồi ở đây mình sẽ gọi cái gì thôi. Đây. Rồi nó là mình gọi cái collection vô. Collection là cái sắp xếp à. Cái sắp xếp của mình collection. Này nếu mình không có chưa có cái inbox ở trên á thì mình inbox nó vào, inbox cái lớp đây, inbox collection nếu ta thiếu cái Java Intel collection ta inbox trước. Chứ không người ta gõ là sao không thấy. Vậy thì cái lớp collection để giúp người ta sắp xếp. Rồi người ta đã inbox. Đây, đó, inbox hai cái lớp này, nói chung phần so sánh ta nhớ hai cái thư viện này. Inbox nó trước, chúng ta làm cho nó dễ. Rồi. Bây giờ mình sẽ là chấm, lúc này nó hiện lên chữ sort nè, nãy nó không ra đúng không? Bây giờ ra là sort nè, sắp xếp cái gì? Sắp xếp cái danh sách sinh viên, sắp xếp cái danh sách sinh viên
bên cái sinh viên lít của mình. Bây giờ này là sắp xếp theo theo tôi là sắp xếp theo tên là cái biến mình khai báo đó, rồi sắp xếp xong rồi lót lại cái lưới đặt cái bộ. Đấy, tương tự Ctrl C, tương tự cái nút bên đây à, đây bên đây ha, thì cái này sẽ là sắp xếp theo điểm, có hai cái biến hồi nãy đó. Rồi mình lưu mình xem mình chạy được không nha, sắp xếp được chưa? Bây giờ mình nhập nha, bây giờ mình nhập là quang này, giờ khác nhau người khác đi chính nè. Rồi thêm khôi năm năm, thêm khang 7 đúng không, thêm thôi mình sắp xếp theo tên đúng không, đấy các bạn thấy à, theo tên này sắp xếp theo tên đúng không. Rồi bây giờ sắp xếp theo điểm đi ha, những điểm đấy 5 7 9 à, theo thứ tự ta tăng dần nè, à, theo tên thì cũng cũng tăng dần. Đấy, như vậy là mình đã xong cái bài sắp xếp rồi. Rồi còn bài bài 4 thì các bạn làm thêm để biết đó là map à, bài này thì tương đối không khó, có đó rồi các bạn thì thực hiện cho nó chạy thôi, quan trọng là bài này phục vụ cho xem của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi nha, chúc mọi người thành công.